chơi không? Có bạn chém giám sát rồi đó. Năm phần mình có ba cái phần quà, một cái phần nhất nhì ba, cộng với đó là mình có là 11 nhà bà vợ, xin được nêu tên nhà bà vợ là Nguyễn Nhật Tâm. Rồi vô buổi tiệc hôm nay mình sẽ làm một cái giải đầu tiên, được chưa? Cái giải đầu tiên là bánh măng, thì đó, trong cái băng này á, cái giá trị lớn nhất đó là 100.000, giá trị thấp nhất là 500, thì điểm là người lâu nhất của mình ở đây, cho nên là phải điểm. Rồi, chính xác. Rồi, giống như mình nói đó chị. Là cái lần câu hỏi. Rồi, câu hỏi đơn giản là ca 1 của mình mấy giờ? 5-6 giờ. Kết thúc mấy? Bỏ câu hỏi này, giờ bỏ câu hỏi này nha. Rồi, ca 2 của mình lúc bây giờ và kết thúc lúc mấy giờ? 2 giờ 4 giờ và kết thúc 22:30. Đó là đúng. Đúng rồi. Đó, vậy đó. Dạ. Rồi nè, câu hỏi thứ hai nha mọi người. Rồi, câu hỏi thứ hai. Tổng vệ sinh ca 2 lúc mấy giờ? 10:30. 10:20. Rồi, 10:20 đúng không mọi người? Dài quá trời. Đúng không mọi người? Một cái rồi. Rồi. Cái này mình cũng live stream nha. Cái này là anh Nhân, nhưng mà anh Nhân nó không có đây cho nên là mình sẽ được qua dòng. Chào anh Ngọc nha. Quay. Không phải nghe. Quỷ. Cái thứ hai. Cái thứ hai. Mẹ thằng luôn đó. Vậy. Oh, my God.
Ủa số màu xanh nè. Trời mày chết mày chết. Đọc 2 mấy rồi. Chết này à. Đọc số điện thoại em đi. Trời đọc số. Chuyển cho người khác, chuyển cho người khác. Bóp cho người khác. Bóp cho người khác. Bóp cho người khác. Rồi, thôi, bỏ qua câu đó cho mà phải hút nha. Không, để quả đi, lẹ lên, mau. Số một công ty. Bây giờ em có hàng đó nè. Một bảy một năm hai một. Cái tội này là cái gì rồi? Từ từ nó tới. Tao ý bóc bệnh đầu ạ. Một cái thôi. Cái đó đi mày. Giờ nó ra hãy cho nó cái đơn lịch thị rồi cái đường nè. Bóc quẹo. Nhiều bó luôn mày. Cái này nó hỏi cái nó không lượt rồi. Cái này nó không lượt rồi. Cái này nó không lượt rồi. Cái này nó không lượt rồi. Một chín, một chín, một chín. Một chín, một chín, một chín, một chín. Một phải. Mày mày ai là em thấy là phải. Sai rồi. Ai một quẹo. Một phải. Một chín, một phải, hai một. Nhưng mà các biết đó là không biết nhân, đó là mình bắt lại không biết nhân, không phải hai vợ chồng cũng không phải Nguyễn Ngọc Bích tới Nguyễn Thị Bích. Nguyễn Thị Ngọc Bích hả? Ờ, Nguyễn Ngọc Bích kìa là có hỏi thăm có hai thằng mà không có này rồi cho hỏi nhé có để ba có người tiếc dữ lắm nè. Nhưng mà rất tiếc đó là vắng mặt rồi, hai con không ba bốn ba rồi điểm thu điểm không có hả? Ủa? Ờ chưa? Đi thôi bắt. Bắt xe ai? Đi thôi bắt xe ai? Đi thôi bắt xe ai? Đấy bắt. Không chính nha chị. Dễ hay. Yên tình chờ. Trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Rồi vậy nè. Trước khi giải đặc biệt mình cũng đi cái này. Một chín. Trăm mười. Đọc cái mã gì mày ơi? Trăm mười, trăm mười. Trăm mười. Đọc mã, đọc mã cho Duyên ơi, đọc mã cho Duyên. Một chín. Một chín. Không, một, một, không. Ôi, vụ gì quá à. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà để đặc biệt mà đi dưỡng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để tập trung nha. Bắt mũi mới làm.